Vì sao VinFast đổ hơn 6.300 tỷ làm pin cùng họ với lithium-ion? Pin thể rắn được coi là tương lai của ngành xe điện. Tuy nhiên, hiện tại VinFast vẫn đầu tư hơn 6.300 tỷ để sản xuất loại pin cùng họ với lithium-ion. Đó là do những lợi ích dưới đây. Pin được coi là trái tim của xe điện. Hiểu được điều này, trong vài năm gần đây, VinFast tập trung đầu tư vào sản xuất pin xe điện. Theo đó, vào ngày 12 tháng 12 năm 2021, Nhà máy sản xuất pin VinES chính thức được khởi động tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh với tổng diện tích hơn 12,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Sau hơn một năm khởi công xây dựng, khối lượng lắp đặt máy móc tại nhà máy này đạt khoảng hơn 80%. Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2023, nhà máy sản xuất pin VinES sẽ được đưa vào vận hành thử. Với mức độ tự động cao, đồng thời sử dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, đây sẽ là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ cung cấp pin lithium cho các dòng ô tô điện và xe buýt điện của VinFast. Tháng 7 năm 2022, VinFast lại tiếp tục đầu tư và hợp tác chiến lược về pin thể rắn với Prologium, công ty hàng đầu thế giới về pin thể rắn thế hệ mới. Theo đó, Prologium lên kế hoạch cung cấp pin thể rắn cho các mẫu xe điện mới của VinFast bắt đầu từ năm 2024. Bên cạnh dự án nhà máy pin VinES sắp đi vào vận hành thử và kế hoạch đường dài phát triển công nghệ pin thể rắn, công ty VinES, thành viên tập đoàn Vingroup và đối tác là công ty Golden Hightech đang tiến hành triển khai xây dựng nhà máy sản xuất loại pin LFP, lithium sắt phốt cùng họ với pin lithium ion với tổng mức đầu tư gần 6.330 tỷ đồng. Nhà máy được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, cũng được coi là một bước đi quan trọng trong việc thực hiện chiến lược ba chân kiềng của Vingroup, bao gồm mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới, hợp tác với đối tác để sản xuất các loại pin tốt nhất thế giới và tự nghiên cứu, phát triển sản xuất pin. Nhà máy được xây dựng trên diện tích rộng 14 ha tại khu kinh tế Vũng Áng với công suất thiết kế 5 GW một năm, tập trung sản xuất pin sạc LFP, lithium sắt phốt phát, loại pin sử dụng chủ yếu cho pin xe ô tô điện và hệ thống lưu trữ điện năng ISS, dự kiến đến quý 3 năm 2024 nhà máy này sẽ bước vào giai đoạn sản xuất đại trà. Pin LFP là gì? Hiện nay, loại pin được dùng phổ biến nhất trong ngành xe điện vẫn là pin lithium ion. Loại pin này được phân thành hai loại chính. Thứ nhất là pin nickel NMC, nickel mangan coban, NCA, nickel coban nhôm. Thứ hai là loại pin lithium sắt phát Như vậy, pin LFP thực chất cũng là pin lithium ion. Tuy nhiên, loại pin này có nhiều khác biệt so với pin lithium ion thông thường cả về tuổi thọ và độ an toàn. LFP là loại pin có dòng xạ ổn định, ngay cả khi dung lượng pin còn dưới 50%. Điều này giúp xe không bị giảm tốc độ mặc dù đang trong tình trạng yếu năng lượng. Qua thời gian sử dụng lithium ion và các mẫu xe, nhiều hãng xe nhận ra rằng loại pin này có nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng lưu trữ lớn, dung lượng lớn, trọng lượng nhẹ, song cũng có không ít nhược điểm như không bền, không phù hợp để sử dụng được ở tất cả các vùng khí hậu, chi phí cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng không đúng cách gây ảnh hưởng nhất định đến môi trường. Trong khi đó, pin LFP lại có nhiều ưu điểm vượt trội. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe trên thế giới như Ford, Tesla, Volkswagen và đặc biệt là VinFast lại đặc biệt quan tâm và đầu tư sản xuất loại pin này. Thứ nhất, pin LFP không phụ thuộc vào các nguyên liệu thô khan hiếm, dễ biến động về giá cả như Ninken, Coban hay Mangan. Thứ hai, pin LFP có nhiều ưu điểm vượt trội, chẳng hạn như nhờ khả năng giữ điện và mức hao thấp khi không sử dụng giúp loại pin này tăng tuổi thọ. Hơn nữa, pin LFP có thể chống lại các tác động vật lý, dùng sạc công suất lớn. Đặc biệt hợp chất lithium sắt photphat có trong pin LFP cũng giúp gây ra ít các tác động đến môi trường, đồng thời có thể tái chế. Về cơ bản so với pin lithium ion, LFP an toàn, có tuổi thọ cao và khả năng chống chịu được nhiệt độ cao tốt hơn. Thứ ba, pin LFP có giá thành rẻ hơn so với pin lithium ion, mặc dù có mật độ năng lượng không bằng so với pin lithium ion NMC và NCA nhưng pin LFP lại có giá thành rẻ hơn nhiều vì sử dụng nguyên liệu dễ tìm và có chi phí sản xuất hợp lý. Vì sao Ford, VinFast đầu tư trọng tâm vào pin LFP? Theo các chuyên gia, pin chiếm khoảng 1 phần 3 giá thành của một chiếc ô tô điện. Chính vì vậy, các nhà sản xuất xe điện không ngừng tìm kiếm về các loại pin mới có giá rẻ hơn. Theo trang AutoX, mục tiêu của phần lớn các hãng xe điện trên thế giới hiện nay là phát triển pin LFP, một loại pin giá rẻ với mật độ năng lượng thấp hơn cho các mẫu xe nhưng loại pin này vẫn có những đặc tính như độ bền cao, để có thể sạc nhanh, sạc thường xuyên và khả năng chịu đựng cao hơn khi pin được sạc đầy. Điều này có nghĩa là pin LFP cho phép chủ xe có thể sạc pin xe tới 100% một cách thường xuyên hơn. Hơn nữa, loại pin này cũng làm giảm sự phụ thuộc của các nhà sản xuất vào các loại khoáng chất quan trọng và đắt đỏ như coban, niken, đồng thời giảm chi phí và giảm thời gian chờ đợi cho người mua xe. Vào tháng 2 năm 2023 vừa qua, Ford tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy pin mới trị giá 3,5 tỷ USD tại bang Michigan, Mỹ để sản xuất pin LFP, loại pin được đánh giá là bền hơn và có giá cả phải chăng hơn so với dòng pin lithium-ion. Trong thời gian vừa qua, VinFast cũng nhanh chóng nhập cuộc với các nhà sản xuất xe điện trên thế giới về việc sản xuất pin LFP. Hiện nay, pin LFP đã được VinFast sử dụng trên 5 mẫu xe máy điện như Evo 200, Clara S 2022, Felix S, Ventor S Vatello S với khả năng đi được sau mỗi lần sạc đầy có thể lên tới 200 km tùy mẫu xe. Chưa hết, xe ô tô điện VF i34 của Vinfast cũng được trang bị loại pin này. Rõ ràng, giá cả được coi là yếu tố gần như quyết định sự phát triển của các mẫu xe điện bình dân. Một chiếc xe giá rẻ hơn với độ bền tuổi thọ cao hơn, đương nhiên sẽ hấp dẫn người tiêu dùng hơn so với một chiếc xe đắt đỏ với tuổi thọ thấp. Chính vì vậy, Việc VinFast đầu tư lớn vào xây dựng nhà máy sản xuất pin LFP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho phát triển của hãng xe này trong thời gian tới, đồng thời chấm dứt tình trạng đứt gãy nguồn cung vì thiếu hụt các loại vật liệu quý hiếm như coban hay nickel. Xin chào quý vị, tôi tên là David Trần. Chắc quý vị còn nhớ tôi đã từng giúp rất nhiều quý vị kiếm được tiền qua chương trình PPP của chính phủ Mỹ trong thời gian Covid vừa qua trên phố Bolsa TV. Hôm nay David muốn giới thiệu tới quý vị một chương trình mới để kiếm được tiền rất nhiều tiền mà không cần vốn. Quý vị đang xài điện thoại, quý vị đang trả hóa đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Đó là những nguồn tiền mà quý vị sẽ được thu vào thay vì chỉ trả ra. Làm như thế nào? Hãy đón xem chương trình Không sợ nghèo với David Trần hàng tuần trên phố Bossa TV.